Hello, xin chào bạn, mình đang làm đây. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh mình. Và từ lúc mình nâng lực Mac Never cây Hono Thunder thì đam tăng khá là chậm. Đồng ngó qua bảng xếp hạng chút, bảng xếp hạng đam xem nào. Đại thì top đang có gần 2 y rồi. Và mình thì vẫn ở 1.3 y thôi. Đang nên được bảng xếp hạng cũng một khá là lâu, mất khoảng hơn 200 mất khoảng 200 Z nữa. Bảng xếp hạng đam mà không nên được người ta nên bảng xếp hạng khác vậy. Đấy, như đá anh hồn này, mình cũng đang xếp ở khi danh hơn 40. Ra cái này ngoài đam mình các bạn cứ nhìn nhìn chút, các bạn treo nhiều chút là nên bảng xếp hạng ngay mà. Và nay mình sẽ lên được một cây Hono Map 38 lên trên 2 cộng. Trước khi lên thì mình cứ phải chuẩn bị spot cho đầy đủ các bạn. Ra để lên được Hono thì mất khá nhiều thời gian. Ra tuần vừa rồi mình mở được rất ít Hono, vũ khí Hono. Map trước thì còn mở được nhiều nhiều chút, tuần vừa rồi đa phần là mình phải lấy trong event và tiếp theo đó là phải mua thêm những đủ lên chi 2 cộng. Chúng ta phải chuẩn bị đến 27 cây cơ. Và trước khi lên được chi 2 cộng thì mình đã phải xin lên một cây chi 1 cộng trước và up kinh nghiệm dần đấy, và đam nó tăng dần các bạn. Và khi lên chi 2 cộng rồi đam nó sẽ ổn dần, đam sẽ tầm được nghĩ chắc được tầm hơn 50 Z gì đấy. Ok, rồi anh đã chuẩn bị nốt 3 cây chi rồi. Mình sẽ nâng 3 cây này lên chini 1 cộng thôi. Là 6, 3, 18 cái spot, 3 cây chini 1 cộng mất 18 cái spot rồi. Và lên chini 2 cộng. Và như vậy thì chúng ta sẽ mất khoảng 12 spot lên chini 2 cộng và mất hơn 500 MQ. Đam sẽ từ 37 lên 56 Z, tăng khá là nhiều các bạn. Cái này hiện tại đang vẫn mình thấy nhiều bạn bán khoảng hơn 80 Z với giá khoảng 3.000 ra đi nhá. Nhìn ra đi này cũng khá là nhiều các bạn. Cái này thì hiện tại đang level 387 rồi. Và mình sẽ nâng tiếp một level nữa lên xem đám được cầm bao nhiêu nhá. Hiện tại thì ENP mua ở mắt 9 thì mình vẫn để đây. Và sau khi nâng Hono xin 2 cộng thì mình mới dồn vào thôi. Nghĩa mình sẽ cố gắng nâng cây Hono này lên khoảng level 390 để xem được bao nhiêu đam. Mình nghĩ chắc nó phải tầm 80 Z. Và tuần này chúng ta có nhân 2 vàng khi đi thang. Chúng ta sẽ thường là cách một tuần, mỗi tuần nhân 2 vàng thì tuần sau sẽ nhân 2 bạc nhé. Đã cũng khá là tiện. Ra lượng vàng này các bạn có như mình cũng cần khá là nhiều. Bởi vì mình muốn mua cái thanh 7 màu kia để vấn đề nâng cấp hết những cái gate ở map 24 nên vĩnh cửu. Hiện tại gate 24 mình cũng đã sưu tập gần đủ hết rồi, thiếu mỗi thanh 7 màu thôi. Ok, như vậy được. Mình sẽ nâng cấp nốt kinh nghiệm vào đây. Vậy nên level 388, đam là 63Z. Khá là xịn thì các bạn ạ. Đây mà có độ 5 cây thì khá là ngon. Hiện tại thì giá Hono đang giá là 40 Zania một chiếc. Như vậy các bạn nên được Cini 2 cộng như này thì cả support vào giá nó trung bình tất cả sẽ tốn khoảng 1.200 Zania nhé. Và nay mình sẽ tìm cho nó một cái búp tim 5. Hiện tại búp tam 5 cũng khá là ok. Búp tam 5 cộng 17,6 Z. Nó so búp tim 5 nó sẽ kém khoảng 9 Z cơ. Búp tim 5 thì mỗi vũ khí của mình sẽ cộng 2,2 Z. Nhưng mà 12 vũ khí sẽ cộng vào thì nó khoảng 26 Z, hơn 26 Z. Hơn 26 Z là khá là ok các bạn. Sau này mình sẽ cố gắng full cây Hono vậy. ISO mình ít dùng rồi. Hiện tại ISO và mát trước này mình có 3 cây nhưng bán 1 cây rồi. Cái mát này sẽ cố gắng lên 2 cây. Và mát sau lên 2 cây nữa. Nên như vậy thì ngoài những vũ khí event, những sự kiện ra thì chúng ta có full cây Hono cũng khá là ok. Để đam nó tăng dần được. Hono và Exotic nhà đam chênh nhau khá là nhiều các bạn. Tất nhiên nó sẽ tốn hơn và chênh nhau nhiều rồi. Nhưng mà nhìn khá hấp dẫn. Như vậy mình đã có 4 cây Hono rồi. Và không biết sự kiện event thì các bạn đã đổi nhiều phần quà trong cái sự kiện event chưa. Mình thì những thứ cần thiết như cái trứng mình đã đổi được rồi. Cây Hono đầu tiên thì mình đổi rồi. Cây Hono thứ hai chắc mình sẽ không đổi các bạn. Và mình chỉ còn khoảng 10 tiếng nữa thì mình cũng sẽ nhận được cái skin mới cho pet. Đây mình sẽ đổi tiếp những cái vé quay mình, cái vòng quay may mắn hàng ngày. Vậy chúng ta sẽ đổi được khoảng 50 lần quay ở đây. Các bạn để ý nhé các bạn, hiện tại cây Hono này với 3,6k mỗi loại hay từng sự kiện các bạn mới đổi được cây Hono này. Hono giờ hiện tại giá là 40 Zania một cây. Mình khuyên các bạn không nên đổi ấy. Vì nếu mà 3,6k các bạn bán với giá hiện tại thì các bạn cũng được khoảng 100 Zania rồi. 100 Zania thì chúng ta mua được 2 cây Hono rồi. Từ khi các bạn không bán được thôi.
Rồi, mình sẽ đổi tiếp được đổi 10 lần cái này đi. Như vậy chúng ta sẽ có 50 vòng quay may mắn. Và hôm nay mình cũng sẽ thử quay 50 vòng quay mới hơn 60 vòng quay mình tích được nữa. Xem chúng ta sẽ ra được cái gì nhá. Và bạc thì chắc chắn mình cũng sẽ đổi rồi. Còn lại như là item nhân 1,5 dam này, nhân 2 đá linh hồn và cả những cái thêm một slot mở trứng nữa, mình cũng sẽ đổi hết. Riêng những spell nào mình sẽ không đổi các bạn ạ. Spell nào như mình đã có hết rồi. Chúng ta cứ chịu khó đánh boss xem, đánh boss ở map này cũng có. Tỷ lệ mở ra cũng khá là nhiều, chứ đổi này khá là tốn. Mấy các bạn là cần thiết, các bạn cần dam ngay thì các bạn đổi thôi, chứ mình thì chắc là không. Ngày đấy thì là mình sẽ không đổi đâu. Bây giờ chúng ta đến vòng quay may mắn hàng ngày thì nào. Hiện tại thì mình đang tích được 114 lần quay rồi. Nó tương đương khoảng hơn 3.000 Jadea, 3.400 Jadea này, 2.999 Jadea các bạn sẽ đổi được 100 lần quay. Mình không biết là nhiều pro đã bỏ rất nhiều Jadea ra để có cái cây comic này, nhưng cũng nhiều pro mà xoay mất khoảng 7-8.000 rồi mình chưa thấy cái gì. Và từ ngày có sự kiện này thì mình nghĩ mình cũng quay khoảng độ, mình ít nghĩ chắc phải 400-500 lần rồi đấy mà chưa thấy cái gì ra cả. Có thể là do mình đen thôi. Khá nhiều bạn ra con Phượng Hoàng rồi, còn comic thì rất chi là ít. Cũng rất nhiều bạn gửi ảnh cho mình là các bạn có comic rồi. Và hôm trước thì nghe tin đâu có một bạn là khá là pro, một ngày bạn mở ra được ba thứ may mắn nhất, nhất là cái comic này, cả con Phượng Hoàng và cả cái spell nữa. Spell đang diễn ra trong sự kiện event đấy các bạn. Spell hiện tại đang khá là hot. Các bạn nào có spell đấy rồi các bạn có thể nâng, các bạn có thể bán cho người ta cũng được. Rất nhiều bạn mua, không biết giờ giá bao nhiêu. Nhưng spell khá là xịn đấy. Spell đấy các bạn nâng level lên các bạn có thể theo mãi được. Các bạn lấy map nào cũng được, nó không bị độ thời. Rồi, ngoài đi ngoài lại đã hết khoảng 50 lần rồi các bạn ạ. Hơn 50 lần rồi. Ấn này cho nhanh thôi các bạn ạ. Skip những cái không quan trọng này vậy. Cái này mà đổi vàng ra đi mà ấn nãy giờ thì khá là sót ruột. Hy vọng là hết event này chúng ta có event khác, nó vẫn liên quan vào may mắn này. Chính là các phụ của mình còn có phương thiên Phượng Hoàng, cái con Phượng Hoàng chính thì chưa thấy đâu cả. Trước đây mình biết là có một anh giờ chắc là nghỉ game, cái Black không biết lâu lắm không chưa. Ông đã bỏ mấy nghìn ra đi để thử xem là có xoay được không, nhưng đều không được cái gì các bạn. Khá là đẹp. Cái này chắc do nhân phẩm thôi, chứ không phải do ăn ở đâu. Ăn ở tốt thì chưa chắc đã xoay được ra đâu. Rồi ấn mỏi tay đến nơi rồi. Còn mấy mấy lần thôi các bạn, vẫn chưa thấy gì cả. Ra vòng quay mình thấy cái vé chơi trứng là mình thấy cần thiết thôi. Hiện tại những cái khác thì mình thấy bình thường thôi, không có gì thay đổi đâu. Ồ, có những phòng quay mình thấy có cả hono nhá các bạn nhá. Không hiểu tại sao cái aga phụ mình lại có cả hono. Rồi còn hai lần thôi, mình để quay chậm cho nó thêm phần gay cấn, biết đâu bất ngờ gì đấy. Rồi lần thứ nhất xịt, lần cuối cùng nè. Rồi chúng ta lại thêm một sản phẩm mở trứng nữa. Và như vậy thì hơn 100 lần xoay và được thêm một chút vé xoay trứng rồi, chẳng có gì cả. Ok, mình thêm được 280 vé xoay trứng. Và video mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình một like, một share, nhớ subscribe nha. Bye bye.